Xin chào tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại mọi người. Có rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến Bizbot như là làm sao để tôi có thể giật trái mạnh hơn, xoáy hơn, uy lực hơn. Tại sao đối thủ của tôi có thể giật trái mạnh hơn tôi dù tôi đã cố gắng hết sức. Và ngày hôm nay mình rất mong có thể giải đáp được câu hỏi của các bạn và có thể gửi cho các bạn thủ thuật để các bạn có thể phát triển quả trái của mình một cách tốt nhất. Và mình là Lên Đức, đến từ Bizbot. Let's go. Trước khi chúng ta đến với lại video thì mình xin nhấn mạnh lại một điều rằng clip không giúp cho các bạn giật trái tốt như Trần Huy Bảo hay tốt như anh Đinh Quang Linh hay là bất kỳ ai trên Việt Nam này cả, mà mình chỉ có thể giúp cho các bạn đánh trái tốt hơn các bạn vào ngày hôm qua mà thôi. Bởi vì những quả trái của các vận động viên hàng đầu cần có một khoảng thời gian tập luyện rất là khắc nghiệt và cũng như là có thời gian để họ rèn luyện rất lâu. Vì vậy, để đạt được như họ, các bạn cũng phải dành thời gian để tập luyện. Và ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái thủ thuật, một số cái điểm quan trọng trong việc giật trái xoáy xuống. Đầu tiên, chúng ta cần phải lưu ý về bộ chân. Đối với động tác giật trái, các bạn có thể đứng chân ngang như thế này, hoặc là các bạn có thể đứng chân phải cao hơn chân trái một chút xíu. Nó sẽ tùy thuộc vào tình huống của bóng. Về bộ chân, các bạn nên nhớ về bộ trụ. Khi giật, chúng ta có thể hạ bộ trụ ở giữa hoặc hạ bộ trụ ở chân phải. Đây là cái điều mà không nhiều các vận động viên nghiệp dư đang thực hiện. Khi các bạn giật trái, thường các bạn sẽ quên bộ chân và chúng ta sẽ chỉ tập trung về tay chứ không tập trung về chân. Nhưng chân lại là một cái rất quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn giữ thăng bằng ở những quả thứ hai, những quả thứ ba, và đặc biệt là nó tạo cho các bạn một cái độ bật cho động tác. Mình có thể là hạ bộ trụ ở ngay giữa và phóng lên. Tuy nhiên là nó sẽ không uy lực, nó chỉ bất đắc dĩ khi các bạn đang bị thốn. Thường thì mình sẽ áp dụng cho cái động tác này bằng cách là trụ xuống chân phải, hạ bộ trụ xuống chân phải và sau đó là bật bộ trụ lên như thế này. Tiếp theo sẽ là bộ lường. Bộ lường sẽ giúp cho động tác của các bạn trở nên linh hoạt và độ chuẩn sẽ tăng lên. Bởi vì các bạn tưởng tượng đối với động tác giật trái của mình thì nó sẽ giống như là một cái bộ khung vậy đó. Và cái bộ khung này nó có linh hoạt hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào lường. Ở đây nếu như các bạn có thể không hình dung được thì các bạn có thể hình dung ở cái phần vai. Khi các bạn đánh thì các bạn chú ý vai nè. Mình có thể xoay khoảng độ tầm một góc khoảng 60 độ, bật về đường cũ, bật về đường cũ. Thì các bạn thấy là cái lường của mình cũng có thể xoay, cũng xoay chuyển như thế này. Và lúc này các bạn kết hợp cùng với bộ chân, nó sẽ như thế này. Đó là hai động tác quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý. Chân và lường, nó sẽ quyết định cho việc động tác của các bạn có chuẩn hay không, động tác của các bạn có uy lực hay không một phần. Và đặc biệt là các bạn có thể giữ được cái bộ để có thể đánh tiếp được trái thứ hai, trái thứ ba hay không. Rất quan trọng, đó là chân và lường. Nhưng cái phần quan trọng nhất đối với động tác của mình đó là phần tay. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất, đó là phần tay. Đối với lại động tác trái thì tay cần có 3 yếu tố kết hợp. Thứ nhất đó là vai, thứ hai đó là khuỷu tay, và thứ ba đó là cổ tay. Và cái quan trọng nhất trong 3 phần này đó là cổ tay. Bởi vì cổ tay sẽ quyết định cho các bạn giật có mạnh hay không, có uy lực hay không. Khuỷu tay và cánh tay nó sẽ quyết định cho các bạn là động tác của các bạn có chuẩn hay không. Và tất nhiên nó vẫn sẽ giúp cho các bạn mạnh hơn, động tác của mình uy lực hơn. Chúng ta sẽ cùng đến trước với lại cổ tay. Cổ tay là thứ quan trọng nhất và quyết định nhiều nhất. Ở cổ tay các bạn cần phải tạo được cho mình một cái lực gọi là lực, mình gọi là lực vũ cổ tay. Nó như thế này, nếu mà mình không cầm giật, nó như thế này. Thì các bạn chỉ việc vũ cổ tay, thả lỏng, vũ cổ tay. Tức là các bạn tạo được lực cổ tay một cách rất là mạnh và tự tin. Vậy thì vũ cổ tay như thế nào? Khi các bạn cầm vợt, các bạn đừng cố gắng cầm quá chặt. Cầm chặt các bạn sẽ không thể vũ được cổ tay. Đó là lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai, các bạn cảm giác giống như là mình tăng tốc đột ngột phần cổ tay, thả lỏng, mình tăng tốc đột ngột. Mình tăng tốc đột ngột và mình dừng lại. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Và để các bạn tập luyện được cái lực cổ tay này, các bạn có thể tập giật trái mà không dùng bất cứ một cái gì khác ngoài cổ tay. Ví dụ như sau.
Sau khi các bạn đã vũ được cổ tay rồi, chúng ta sẽ cùng kết hợp với lại phần khuỷu tay. Và cái khuỷu tay của các bạn sẽ đưa lên trước. Các bạn tưởng tượng giống như là nếu các bạn nào mà có biết về vật lý thì cái khuỷu tay của mình nó giống như một cái cánh tay đòn. Và cái phần cổ tay mình là một cái cánh tay đòn nhỏ hơn. Vậy thì mình phải đi từ cái cánh tay đòn này và mình đẩy theo cái cánh tay đòn này. Nó gần giống như một cái cây roi vậy đó. Khi các bạn vụt một cái cây roi thì cái phần đầu nó sẽ đi trước và sau đó cái phần đuôi nó sẽ đi theo. Vậy thì hoặc là giống một cây cần câu thì các bạn vụt cái phần chui trước và phần đuôi nó sẽ đi theo. Nó sẽ như thế này. Và tất nhiên các bạn vẫn phải giữ được cái lực cổ tay nha. Lực cổ tay nó quan trọng nhất và nó sẽ tạo lực khi gần tiếp xúc bóng. Rồi, sau khi các bạn đã bật được cái phần khuỷu tay và phần cổ tay rồi thì lực bóng của bạn nó đã cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên, để cho những cái động tác dứt điểm, ví dụ như khi mà những cái bóng mà các bạn có dư thời gian và các bạn có nhiều khoảng trống để các bạn có thể dứt điểm đối phương, thì các bạn sẽ kết hợp thêm phần cánh tay, phần vai, mình gọi là phần vai. Nó sẽ như thế này. Và sau đó các bạn chỉ việc kết hợp tất cả những động tác như mình đã hướng dẫn: chân, lườn, vai, khuỷu tay, cánh tay. Và nó sẽ như thế này. Các bạn lưu ý cho mình một phần quan trọng quyết định cho việc động tác của bạn có vào hay không. Đó là khi các bạn giật, các bạn nhớ mặt vợt của mình đang ở phương nào thì nó sẽ đi theo phương đấy. Tức là nó là một mặt phẳng và mặt vợt của mình chỉ đi theo mặt phẳng đó mà thôi. Bóng nặng, bóng xoáy xuống, các bạn cần đứng mặt vợt thì mặt vợt sẽ đi theo phương thẳng. Được không ạ? Các bạn vũ hay các bạn giật mạnh như thế nào nó cũng phải đi theo phương thẳng để bóng có thể ma sát vào mặt vợt. Giật trái các bạn cần lưu ý về việc ma sát bóng. Các bạn cố gắng tập tạo ma sát. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong clip chia sẻ cho các bạn về những gì mà mình biết về giật trái. Rất mong là clip sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu như các bạn thấy hay thì có thể like và share fanpage của mình. Và có thể ủng hộ mình bằng cách mua hàng tại trang Bizbox. Địa chỉ cửa hàng đó là 256A Nguyễn Văn Luôn, phường 11, quận 6. Số điện thoại là 0932069556. Đây cũng là số Zalo của mình. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan về dụng cụ bóng bàn hay về kỹ thuật bóng bàn, các bạn có thể gửi trực tiếp đến trang fanpage Bizbox với địa chỉ là www.facebook.com/bizboxbongban. Xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn sẽ ngày càng cải thiện các kỹ thuật của mình hơn, ngày càng đam mê bộ môn của mình. Xin cảm ơn.